Xin chào quý vị các bạn, tôi là Trương Ngọc Khoa, chuyên viên kỹ thuật phòng xuyên dây điện công ty Pichitech Việt Nam. Tiếp tục series những video về các sản phẩm van công nghiệp, hôm nay Pichitech sẽ giới thiệu quý vị và các bạn một loại van không thể thiếu trong hệ phòng cháy chữa cháy. Đó là dòng van báo động một chiều Alarm Van, thương hiệu ESCO, được nghiên cứu và sản xuất bởi hãng Paratech Hàn Quốc, đáp ứng chứng nhận ULFM tiêu chuẩn quốc tế. Kính thưa quý vị và các bạn, Paratech Hàn Quốc là một hãng sản xuất các thiết bị phòng cháy chữa cháy lớn nhất Hàn Quốc. Các sản phẩm được nghiên cứu và chế tạo bởi Paratech được xuất ra nhiều nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Á nói chung. Trải qua nhiều năm hoạt động, các sản phẩm van và thiết bị phòng cháy chữa cháy của hãng Paratech Hàn Quốc đã tạo được sự uy tín và độ tin cậy của các nhà thầu trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Pichitech hân hạnh được ủy quyền là nhà phân phối các loại van và thiết bị phòng cháy chữa cháy thương hiệu ESCO của hãng Paratech Hàn Quốc. Van báo động của Paratech Hàn Quốc là một loại van không thể thiếu trong hệ phòng cháy chữa cháy, trong các thiết kế cơ điện của các tòa nhà chung cư, các tòa nhà thương mại, các khu nhà máy xí nghiệp, khách sạn, resort. Trải qua rất nhiều những dự án lớn nhỏ có cung cấp các loại van này, Pichitech đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm về việc tư vấn các giải pháp, lựa chọn thiết bị cũng như tư vấn lắp đặt trong quá trình làm dự án. Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một cách tổng quan nhất về cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của loại van báo động này và lý do tại sao chúng ta cần phải lắp van báo động vào trong một hệ phòng cháy chữa cháy nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, van báo động Alarm Van nói chung được sử dụng để kiểm soát dòng nước chảy của nước tới đầu phun chữa cháy. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng van một chiều thường đóng. Khi áp lực tại đầu phun cân bằng hoặc giảm hơn so với áp lực của đầu cung cấp nước, van sẽ mở ra và cho phép nước đến đầu phun để thoát ra ngoài dập tắt đám cháy. Van báo động thường được thiết kế với các kích cỡ DN 65, DN 80, DN 100, DN 150 và DN 200 là phổ biến. Bởi theo tính toán của hệ chuẩn quốc tế thì người ta dựa vào yếu tố hoạt động hiệu quả thì sẽ phải sản xuất van báo động có các kích cỡ như vậy mới phù hợp cho hệ cứu hỏa phòng cháy chữa cháy. Trong một hệ thống không sử dụng van báo động sẽ xảy ra hai trường hợp như sau. Thứ nhất, khi xảy ra sự cố cháy nổ sẽ phải có người điều khiển bằng tay để mở van cho phép nước được cấp vào hệ thống phun nước. Thứ hai, toàn bộ hệ thống cứu hỏa khi không sử dụng van báo động một chiều sẽ phải chịu một áp lực cao trong thời gian liên tục nên có thể dẫn đến các vấn đề về sự ăn mòn trong đường ống. Vậy nên khi thiết kế hoặc nâng cấp hệ thống phun nước cứu hỏa, các nhà thầu luôn quan tâm đến các sản phẩm van báo động như là một thiết bị quan trọng bậc nhất trong hệ phòng cháy chữa cháy. Chất lượng van càng cao, hệ thống hoạt động càng an toàn và không chỉ giúp việc bảo vệ đầu tư cho các tòa nhà đó mà còn trực tiếp bảo vệ những cư dân sử dụng và những người vận hành hệ thống. Đó là tất cả những thông tin tổng quan nhất về các loại van báo động nói chung. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với dòng van báo động một chiều thương hiệu ESCO của hãng Paratech Hàn Quốc mà tôi đã nói ở đầu video. Trước mắt quý vị và các bạn đang là một chiếc van báo động một chiều ESCO của hãng Paratech Hàn Quốc với mã hiệu FAVV-150R, có kích thước DN150, thuộc dòng van báo động một chiều thương hiệu ESCO với series FAVV. Dòng van báo động một chiều với series FAVV của hãng Paratech được thiết kế với phần thân và phần nắp trục được làm bằng gang đúc hoặc gang dẻo để có thể làm việc tại hệ thống có áp lực tối đa là 175 PSI hoặc có thể lên đến tối đa là 300 PSI tùy vào lựa chọn của người sử dụng. Bên trong đĩa chặn được làm bằng thép không gỉ SPS 304, được bọc bằng cao su Vitan hoặc cao su FPTM. Dòng van báo động với series FAVV này được thiết kế để sử dụng cho các đường ống có các kích thước DN100, DN150 và DN200 theo các tính toán của hệ thống chuẩn quốc tế. Dòng van này được kết nối vào đường ống bằng mặt bích tiêu chuẩn ASI B16.1FF Class 150 cho tất cả các cỡ van. Riêng với cỡ van DN200, Paratech đã cung cấp thêm cho người dùng một chuẩn kết nối dạng dãy với tiêu chuẩn ASI hoặc AWWA C606.
nên có thể sử dụng loại van này cho đa dạng các ứng dụng của hệ phòng cháy chữa cháy. Còn đây là một phụ kiện đi kèm. Gồm có bình tích áp được làm bằng thép SPCC hoặc SPPS. Đây là công tắc áp suất. Đây là van xả drain valve được làm bằng gang đúc hoặc bằng gang dẻo. Đây là chuông báo và bộ chuyển động cho chuông báo. Đây là hai chiếc đồng hồ đo áp suất. Ngoài ra, còn các ống nối và các van khóa đã được hãng Parantec lắp sẵn vào trong thùng van cho chúng ta rồi. Bây giờ, tôi sẽ lắp toàn bộ phụ kiện này vào van và giải thích chức năng của từng phụ kiện và nguyên lý làm việc của van hoạt động trong hệ thống nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, đây chính là chiếc van hoạt động của chúng ta sau khi đã lắp toàn bộ phụ kiện xong. Bây giờ tôi sẽ giải thích từng bộ phận để quý vị và các bạn nắm được những chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận trong van hoạt động. Quý vị và các bạn có thể thấy đây là bình tích áp có nhiệm vụ ngăn ngừa sự cố của van hoạt động bằng cách cung cấp không gian kịp thời sau khi xảy ra cháy. Ở phía trên bình tích áp sẽ là một công tắc áp suất. Công tắc áp suất này có nhiệm vụ như một cảm biến áp suất truyền tín hiệu về hệ thống để bật còi báo động cháy. Khi không có hỏa hoạn, công tắc áp suất ở vị trí thường đóng. Đây là chiếc chuông báo động. Nó sẽ tự động kêu lên nhờ dòng chảy của nước khi có đám cháy xảy ra. Phần này có một chiếc tuabin được nối với đầu gõ chuông bên trong chiếc chuông này. Bằng một đoạn thép không gỉ. Để khi có cháy xảy ra, dòng nước từ thân van sẽ theo đường ống di chuyển vào buồng chứa tuabin này, làm quay tuabin. Tuabin quay sẽ chuyển động đến đầu gõ chuông trong đây, làm đầu gõ chuông sẽ quay và đập vào thành chiếc chuông, làm chiếc chuông sẽ kêu lên.
Đây là chiếc van xả của chúng ta. Nó được cài đặt bằng tay, có tác dụng xả nước trong bồn chứa này. Để cài đặt lại, hoạt động của chiếc van lại từ đầu. Khi van hoạt động bình thường, chiếc van này luôn luôn đóng. Đây là đường ống nối từ thân van đến công tắc áp suất và chuông. Dòng nước tại đường ống này có thể bị chặn lại bởi chiếc van khóa này. Hai đường ống này được dẫn đến hai chiếc đồng hồ đo áp suất. Đường ống này để dẫn đến chiếc đồng hồ đo áp suất cho đầu từ bơm đến đĩa van. Đường ống này để dẫn đến chiếc đồng hồ đo áp suất cho nước từ đĩa chặn đến đầu phun. Hai đường ống này cũng được lắp thêm hai chiếc van bi để có thể tùy chỉnh dòng nước để đo áp suất tại hai điểm trên và dưới đĩa chặn. Đó là tất cả các chức năng của các phụ kiện của van báo động. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu cách lắp đặt chiếc van báo động này vào hệ thống nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy sơ đồ lắp đặt trên màn hình. Ngay ở giữa van báo động và bơm cứu hỏa, ta lắp đặt vào đó một chiếc van chặn, sau đó mới tiến hành lắp van báo động. Đầu còn lại của van báo động sẽ được nối vào hệ thống và chia ra các nhánh nhỏ. Tại từng vị trí theo thiết kế, ta sẽ lắp đầu phun chữa cháy tự động. Ở cuối đường ống sẽ là nơi lắp đặt của test van, để chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra hoạt động của van cũng như của công tắc áp suất trước khi sự cố xảy ra. Công tắc áp suất của chúng ta kết nối với hệ thống để truyền tín hiệu về hệ thống bật còi báo động cháy khi xảy ra hỏa hoạn. Quý vị và các bạn có thể tham khảo qua mô hình lắp đặt mà chúng tôi mang tới giới thiệu trong triển lãm về thiết bị cơ điện và HVAC tại Việt Nam. Khi lắp đặt xong van báo động về hệ thống, chúng ta tiến hành cài đặt bước đầu cho van như sau. Đầu tiên, chúng ta đóng van chặn được lắp trước van báo động. Tiếp theo, đóng van bi tại hai đường ống dẫn đến công tắc áp suất và test van. Sau đó, mở van xả và xả hết nước trong bồn chứa. Sau khi đã xả hết nước, ta đóng van lại, từ từ mở van chặn được lắp đặt trước van. Mở van khóa tại đường ống dẫn đến đồng hồ đo áp suất từ bơm đến đĩa van, nhìn chỉ số áp suất đang hiện trên đồng hồ. Sau đó, ta tiếp tục mở van khóa tại đường ống dẫn đến đồng hồ đo áp suất từ đĩa van lên trên hệ thống và nhìn chỉ số áp suất trên đồng hồ. Cuối cùng, chúng ta mở van khóa tại đường ống dẫn đến công tắc áp suất. Vậy là quá trình cài đặt đã xong, van đã sẵn sàng để sử dụng. Kính thưa quý vị và các bạn, gần đây một số công trình đã xảy ra các vụ cháy lớn. Cơ quan nhà nước đã siết chặt quá trình thiết kế cũng như vận hành và ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hơn về công tác phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, việc lựa chọn những sản phẩm cho hệ phòng cháy chữa cháy là vấn đề cấp thiết liên quan tới an toàn tính mạng con người. Do vậy, các đơn vị thiết kế, các chủ đầu tư cũng quan tâm nhiều hơn tới lựa chọn các thiết bị thuộc hệ phòng cháy chữa cháy. Các loại van và thiết bị phòng cháy chữa cháy Casco Paratech của Hàn Quốc là một trong những ưu tiên lựa chọn cho các công trình. Pitech hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu thêm về nhà sản xuất Paratech với thương hiệu Casco để các công trình có được những sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng van báo động một chiều với mã FAVV này cũng như các thiết bị phòng cháy chữa cháy khác, quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào website www.pitech.com.vn hoặc gửi thông tin đến địa chỉ email sales@pitech.com.vn hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến đường dây nóng 0962 875 986 để nhận được những tư vấn chi tiết về sản phẩm với những dịch vụ ưu đãi nhất. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like video, subscribe kênh YouTube của Pitech, đăng ký nhận thông tin để không bỏ lỡ những video mới nhất của Pitech, giới thiệu về những sản phẩm kỹ thuật mà công ty Pitech đang nhập khẩu và phân phối. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.